1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây. Wow, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn chặt nó ra. Đây bạn ơi, Hiếu đã làm xong cái thạch rau câu hình mấy cái kem rồi nghe. Rồi bây giờ mình sắc thử một cây đi. Cây nào đây? Rồi sắc cây này đó. Wow. Ui. Rồi một cây kem. Rồi sắc cây nào nữa? Rồi kem xanh lá cây nha. Ba cây. Đã quá. Rồi sắc cây màu hồng đi. Quá wow, đẹp quá các bạn ơi. Tiếp tục. Rồi sắc hết luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Wow, hôm nay bạn ơi, Hiếu làm gì vậy? Hôm nay mình sẽ đổ rau câu pha chế nhiều màu nha. Đây các bạn ơi, hôm nay bạn ơi, Hiếu sẽ làm thạch rau câu nha. Với quá trời màu luôn nè, bằng mấy cái khuôn kem này nghe. Rồi bây giờ chế biến sau đây bạn ơi Hiếu? Bắt đầu nha, mình sẽ đổ bịch này rau câu vô. Rồi bây giờ mình sẽ đổ rau câu vô cái nồi mình nấu nha các bạn. Wow. Wow. Bột rau câu này nó màu trắng nha. Mình sẽ bỏ hết vô là mình quậy một lần luôn. Này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm rau câu nha. Đây mình làm thạch rau câu. Wow. Quậy lên. Quậy cho tan được ra mới được. Wow, cái này phải quậy cho nó tan ra các bạn ơi. Wow, thấy không nè. Wow. Sắp tông rồi nè các bạn ơi. Rồi rồi chế vô khuôn đi bạn ơi Hiếu ơi. Bây giờ mình sẽ chế vô một cái khuôn này trước nha các bạn. Rồi mình chế vô xong rồi mình bỏ màu vô. Rồi mình bỏ màu vô thôi. Bỏ màu thử một cái đi. Rồi bạn lấy màu đỏ đi ha. Rồi lấy màu đỏ bỏ vô nha. Ồ, đẹp quá đã không. Dở lên coi thử coi. Đây các bạn ơi, mình có một cái thạch rau câu ly kem màu đỏ rồi nha. Trời quậy chưa đều nữa. Ngồi xuống. Rồi quậy vô, quậy vô. Wow. Rồi đều rồi nè các bạn ơi. Wow, đã quá. Thêm một miếng nữa bạn Hiếu ơi, chưa có đầy nè. Mình đổ tới cái viền lên đây nghe, hồi mình mới đậy nắp là được. Đó, xong rồi nha, mình sẽ bỏ xuống đây. Rồi tiếp theo mình chơi màu gì đây? Tiếp theo mình sẽ lấy một cái màu màu gì đây? Xanh tím đi. Xanh đi. Ê, xanh da trời nha, xanh nước biển á. Wow. Quá đẹp quá các bạn ơi. Rồi, xong một cái kem màu xanh. Rồi thêm nữa các bạn ơi. Rồi lấy màu à. Màu cam đi. Đây cho màu cam vô nha các bạn. Thêm màu đi. Nó đậm nó có đẹp. Nó lên rồi không? Lên màu cam này nè các bạn ơi. Wow, đã quá. Rồi màu đen đi. Wow, một cái rau câu màu đen. Lần đầu tiên có màu đen luôn các bạn ơi. Rau câu màu đen này là dành là làm món là rau câu coca cola. Rau câu màu đen thui luôn. Rau coca cola đó. Rất si nữa á, là màu đen này nè. Rồi. Rồi mình được 4 hũ rồi các bạn ơi. Nâu, cái đó màu nâu á. Wow, màu này lên trẻ quá. Yeah. Wow, màu nâu nè các bạn ơi. Đẹp ghê không? Đã quá.
rồi tiếp mình sẽ làm màu gì đây? Và còn một cây bên đây mà, chưa xong mà. Rồi màu trắng các bạn ơi. Rồi thạch rau câu màu trắng luôn. Rồi này ra màu trắng là các bạn, trắng sữa nha. Wow, giống cái kẹp sữa quá. Rồi tiếp theo mình làm mình sẽ đậy nắp lại đi. Rồi mình đậy nắp lại nha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại trước đi. Rồi cho nó đông lại cái mình qua tới khuôn này. Đây khuôn cây kem. Cây kem 2 4 6 vòng luôn. Rồi làm khuôn này đi bạn Hiếu ơi. Rồi mình sẽ làm cái khuôn này nha các bạn. Rồi mình đổ vô hết một lần luôn đi, xong rồi mình lấy màu mình quậy nha. Wow. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Chậm quá. Rồi đổ bớt ra ngang. Rồi mình bỏ màu vô thôi các bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ bỏ màu. Rồi giờ màu gì đây? Bây giờ màu gì đây? Đây mình có 12 màu nha. Bỏ màu trên đây đi. Màu trên đây là chưa bỏ nè. Rồi màu xanh lá cây đi. Ôi rồi ra màu xanh lá cây rồi. Đẹp quá. Rồi thêm màu đi. Ra màu xanh lá cây rồi nè các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho màu vàng nha. Wow. Lên màu, lên màu. Một cây kem thạch rau câu màu vàng rồi các bạn ơi. Màu gì nữa đây, màu gì đây, nó màu gì đây. Rồi tiếp tục ha, màu gì, màu này, màu này, màu gì đây. Rồi lấy màu tím nha. Một thạch rau câu mềm màu tím. Rồi nhiều nhiều màu lên. Và lại kia đầu à, cái cây kem quậy luôn hả? Wow, màu tím đẹp quá các bạn ơi. Rồi quá, wow, nguyên một cái thạch rau câu kem màu tím rồi nha. Bây giờ mình lấy màu gì đây? Đây, màu xanh lá cây lợt. Lá ha. Xanh lá cây lợt nha. Quá đẹp quá, màu này đẹp quá các bạn ơi. Mình thích màu này lắm nè. Màu này rất là đẹp nha. Wow, đẹp quá rồi các bạn ơi. Rồi lên rồi, lên rồi. Ý, màu hồng nè. Rồi màu hồng nè. Rồi lấy màu hồng nha. Wow, màu hồng đẹp quá các bạn ơi. Màu hồng đẹp quá rồi nè. Wow, lên rồi đó. Được chưa? Rồi rồi, được rồi. Quay. Rồi màu. Rồi, màu xanh da trời lợt luôn nha. Wow. Tên nhà trời với xanh nước biển rồi các bạn ơi. Wow, xong cái này nha. Vậy là mình đã xong một cái thằng này nha. Rồi bỏ cái khuôn kem vô. Rồi đậy lại nha các bạn. Đậy lại nha. Rồi cho qua màu hồng luôn. Đậy vô xong mình bỏ vô cái tủ lạnh cho nó đông lại nha các bạn. Wow. Wow, đây các bạn ơi, bỏ vô tủ lạnh bây giờ nó đông rồi nghe. Rồi bây giờ mình sẽ đổ mấy cái kem này ra thử nghe. Rồi. Ui, nó đông cứng rồi nè các bạn ơi. Wow.
quá, rồi đổ ra thử đi. Wow. Ấy trời, một cái màu xanh lá cây. Ôi, cho nó nằm xuống luôn đi. Rồi gắn cái kem vô nè các bạn ơi. Rồi mình gắn cái kem vô nghe. Rồi, kem màu hồng. Ấy, rồi cái chân nó bể nghe, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Wow, xem đây. Màu xanh lá cây đậm nha. Đẹp các bạn ơi. Màu xanh nước biển. Rồi màu tím nha. Rồi thêm cái màu vàng nữa. Quá màu vàng đẹp quá. Rồi bây giờ gắn cái kem vô thử đi. Gắn kem vô thử đi. Đây anh một cái kem rau câu. Đây cái này nó mềm lắm các bạn ơi, không có đứng được. Rồi gắn vô thành cái kem nha. Kem đi. Đây nữa. Wow. Không có đứng là được. Rồi cho nó nằm gần nhau đi. Rồi xếp đều đều đẹp ra. Rồi cho nó nằm gần nhau các bạn. Wow. Đây mấy cái thạch này đẹp quá. Đây là thạch rau câu mềm nha. Nó đông cứng rồi rồi á. Trời gắn ngược rồi. Rồi. Wow. Mấy cây đây. Gỡ thêm một cái nữa các bạn ơi. Màu khác nha. Wow, bên này nó có màu đen nữa nè. Màu trắng, màu nâu, màu cam. Tính nước biển, màu đỏ. Đông chưa? Ôi trời ơi. Ôi cái này chưa. Đây các bạn ơi, cái màu nâu này chưa đông rồi. Thôi bỏ qua bên đi. Cho lấy cái này. Rồi, cái màu đỏ đông rồi nha. Đó. Rồi, để đây luôn. Wow, cái coi này bỏ đi. Rồi, cái màu nâu nó chưa đông. Cái này đông chưa ta? À, màu đỏ này đông rồi nè, màu cam này đông luôn. Màu xanh này đông luôn rồi. Gắn cái kem vô thôi. Đây các bạn ơi, cái này là mình ăn không có được nha, tại nó có rất là nhiều màu. Mình chỉ làm chơi thôi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây mình có mấy màu đây bạn Ái Hiếu? 11 màu. 11 màu hả? Wow. Rồi, đây, các bạn ơi, mấy cái kem nữa nha. Mấy cái kia nó chưa đông mà có mấy cây này đông rồi nha. Rồi mình gỡ mấy cây này ra luôn. Wow. Wow, một cái kem màu trắng. Đẹp quá. Kem thạch rau câu nha. Rồi kem màu nâu. Ra chưa? Wow. Ôi nó xém bị gãy rồi các bạn ơi. Cái này xém gãy luôn rồi. Wow. Rồi tới cái kem màu đen. Đi ra luôn. Rồi bị gãy rồi. Này hư nữa rồi. Để chưa đông rồi bỏ qua bên đi. Cái nào hư rồi mình bỏ qua bên nha. Rồi mình còn một cái màu xanh nước biển nè các bạn ơi. Mấy cái này là nó đông hết rồi nha. Đông nó mới thành khuôn được. Trời ơi, cái này bị xì luôn. Rồi, rồi về qua bên luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây. Wow, các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn chặt nó ra. Đây, bạn Hiếu đã làm xong cái thạch rau câu hình mấy cái kem rồi nha. Rồi bây giờ mình sắc thử một cây đi. Cây nào đây? Rồi, sắc cây này ra. Wow. Ui. Rồi một cái kem. Rồi sắp cây nào nữa? Rồi kem xanh lá cây nha.
Đã quá. Rồi sắc kem màu hồng đi. Quá đẹp quá các bạn ơi. Rồi sắc hết luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi lấy cây màu xanh lá cây nha. Cây màu xanh nước biển. Rồi tìm một cây màu tím luôn. Rồi cây màu đỏ nha. Wow, đẹp quá. Rồi cây màu trắng. Cây màu trắng lạ nhất rồi các bạn ơi. Cây thật kem rau câu màu trắng nha. Rồi cây màu xanh nước biển nữa. Và wow, màu này đẹp quá. Rồi cây màu cam. Rồi cây màu đen thui luôn. Cây kem đen. Cây kem Coca-Cola. Cây á. Rồi thêm một cây kem màu trắng. Wow, mà cái này nó mềm nó dẻo lắm các bạn ơi. Đây xong rồi các bạn ơi, nguyên một đống thạch luôn. Wow, đẹp quá. Các bạn, như vậy là cái clip giới thiệu về cách làm thạch rau câu với mấy cái khuôn kem đến đây là hết nha. Hẹn các bạn clip lần sau nha. Bye bye.